Blogger mẹ nắm tiếp tục tuyệt thật ở trong tù. Thưa, thưa, quý vị, trong một nguồn tin nhận được từ Thanh Hóa, thì nữ tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nắm, dường như đang tiếp tục tuyệt thực ở trong nhà tù. Theo tin từ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan là mẹ của bà Quỳnh, một bưu phẩm mà bà Lan gửi tới trại giam số 5 tỉnh Thanh Hóa cho con gái đã bị người nhận từ chối. Một thông báo đề ngày 18 tháng 7 từ Ban Quản trị trại giam gửi qua bưu điện về cho gia đình cho thấy bà Quỳnh đã ký biên bản không tiếp nhận bưu phẩm từ gia đình. Sự việc bà Quỳnh không nhận đồ tiếp tế cho thấy có lẽ bà đang tiếp tục cuộc tuyệt thực để phản đối tình trạng ngược đại ở trong tù. Trước đó thì bà Quỳnh tuyên bố tuyệt thực từ ngày 6 tới tháng 7. Thưa quý vị, như vậy là cho đến nay thì 18 tới tháng 7 bà Quỳnh đã tuyệt thực 13 ngày. Nếu chưa chấm dứt ngày hôm nay, cuộc tuyệt thực đã kéo dài tới 18 ngày. Nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay thì bà Lan nói bà không có thông tin gì cho thấy con gái bà đã ngưng tuyệt thực hay chưa, sức khỏe ra sao. Bà Lan đã viết cho nhà tù một đơn yêu cầu cho bà gặp con gái vào 26 tây tháng 7 nhưng đã không được trả lời. Vào tuần trước, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam đưa ra một thư ngõ xác định rằng việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ blogger mẹ nắm trong điều kiện như hiện nay thể hiện sự không tôn trọng giá trị nhân phẩm của bà. Do đó, không tuân thủ nguyên tắc căn bản trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết với Liên Hiệp Quốc.